Xin kính chào toàn thể tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 10 giờ 15 phút sáng Chủ nhật hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Mấy hôm nay thấy cái chiêu trò chơi điếm đàn của Cộng sản Việt Nam mình Mỗi lần mà mình suy nghĩ tới đó thì Máu ở trong người của mình nó, nó tăng lên Đó thì sáng nay mình nghĩ mình không có muốn Mình nghĩ mình không biết mình Nên dừng cái cuộc chơi ở đây Không phải là mình không muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn là gì Cái lý do gì đó Mà mình rất là lo cho sức khỏe nhìn về cộng sản mỗi một lần mà nó điếm đàn nó làm cho cái máu của mình nó tăng cái cái huyết áp của mình nó lên quá đó thì các bạn biết là trước đây 17 năm khoảng à, chừng 17 năm về trước 16 năm về trước đó là cộng sản họ có bắt một cái ông doanh nhân đó là cái ông Trần Quỳnh Di Thúc ông Trần Quỳnh Di Thúc ông này là thập niên năm 1993 đó là ông có một cái tập đoàn kinh doanh tư nhân về công nghệ thông tin và năm 90 đó là ông trở thành ông học ở trường đại học bách khoa ở sài gòn Ổng là một kỹ sư cũng là một cái doanh nhân thành đạt thì ông lập ra ông đi ra hà nội ông lập ra một cái tập đoàn công nghệ thông tin mà về nói theo tiếng Việt Nam của mình là về viễn thông á, tên gọi cái cái tập đoàn đó là One Connection, thì cũng có bạn đã từng chia sẻ về cái vấn đề này nhưng mà mình muốn nói sơ lược để cho các bạn hiểu cái ông Trần Quỳnh Di Thức này là ai. Tật ra đó thì Cộng sản Việt Nam nó có một cái nhà tù rất là lớn nó ai mà nhân tài mà nghịch ý mà không làm theo sự chỉ đạo mà không làm không thuận nó đó thì 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 chết mà thuận nó đó thì sống thì có rất là nhiều người nhân tài những cái nhà độc tài các bạn họ nhìn nhân tài là lúc nào họ cũng sợ đó, đó. còn những cái nước tư bản á khi mà người ta trọng nhân tài là người ta đầu tư vào con người nền giáo dục người ta tốn tiền tốn bạc người ta làm bằng mọi cách để mà người ta giữ chân nhân tài còn đối với độc tài cộng sản việt nam đó, nó nhìn mấy cái người tài á là nó sợ đủ trăm bề. đó Nó si bụng tay ra bụng người. Thì khi mà 17 năm trước. Khi mà Cộng sản Việt Nam. Nó kêu án ông. Nhà tù Lương Tâm. Là cái ông. Trần Quỳnh. Di thuốc nó nhốt ông. Nó kêu án ông. Nó 16 năm. 17 năm. Gì đó. Thì. À, Cộng sản Việt Nam. Nó muốn bắt ông đó. Là một cái cục đá. Một cái mũi tên. Nó bắn trúng hai con chim. Cái thứ nhất. Là cộng sản việt nam đó, nó là một cái nhà độc tài nó kinh nó làm việc nó kinh doanh nó có bên ngành diễn thông viettel vina rồi gì đó của tập đoàn chính phủ thì cái ông um, trần quỳnh ông mà, mà danh nhân thành đạt cũng là một kỹ sư trần quỳnh di thúc di thúc á ông là cũng là một cái nhân tài thì ông cũng có một cái tập đoàn riêng đó thì cộng sản việt nam nó nghĩ là ông này thành đạt một tương lai mà ông này mà làm tư nhân mà thành đạt là ông tại giờ các bạn biết mà trong xã hội mà có tiền có quyền có quyền lực thì quyền lực là nó cộng sản nó không muốn cạnh tranh đó là lý do tại sao mà trước đây có mấy cái người việt kiều người ta đi về việt nam người ta làm ăn đang ăn nên làm ga vậy đó là nó tống người ta bỏ tù nó nói người ta trốn thuế đồ gì đó rồi trước đây cũng có một cái ông, cái anh, cái anh luật sư gì đó cũng đi du học qua bên nước Mỹ, về đó đó, cũng gia nhập trong một cái à, giống như là đấu tranh cho dân chủ tự do đó. Rồi nó cũng bỏ anh đó vô bảy, sáu 7 năm tù gì đó, bây giờ anh đó ra, rồi giống như các bạn thấy cũng biết đó là về cái vụ của em học sinh Nguyễn Đứng Trung đi du học bên Pháp đó về rồi cũng lên tiếng nói rồi nó cũng bắt nói chung là các bạn nhìn các bạn nhìn à, à, tổng thể về về cái cái um, cái 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 cái, um, cái sự mà độc tài của cộng sản việt nam thì các bạn để ý người nào có tài mà lên không biết cái người đó là 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 bất cứ là ai là tài hay là con của người nào bất cứ người quan trọng như thế nào mà hãy thuận nó đó thì sống mà nghịch nó đó là chết ở đó là lý do tại sao mà các bạn thấy người ta Người dân á, người ta vì chén cơm Các bạn biết không, người ta nói nịnh, nói bợ nó Làm dư luận viên cho nó Nhưng mà thật ra tâm phục Người ta không có tâm phục, người ta không có khẩu phục Có điều kiện thì Người ta cũng tìm đường Người ta cũng cũng xa lánh Cái bọn cộng sản Thì các bạn biết á, ở trên thế giới ngoại giao á Mấy cái nước tư bản á, khi mà Những cái nhà lãnh đạo Cấp cao hay là tổng thống gì đi đi sang Việt Nam á, là thường thường á, người ta ngoại giao người ta đem viện trợ cho quà cáp nó quy ra thành tiền trị giá các bạn phải không chẳng hạn như à Mỹ nó nói à, tổng thống Mỹ đi qua nó à, sẽ viện trợ cho Việt Nam một triệu đô la à, bằng à, vũ khí hay là bằng lương thực hay là bằng một cái gì đó quy ra cái trị giá nếu mà cái sản phẩm nó bán ra quy ra thành tiền á, là nó trị giá một triệu đô la các bạn phải không còn các bạn để ý đi mỗi lần cộng sản lãnh đạo mà nó đi ra ngoài châu âu hay châu mỹ đồ nó nó ban giao đó à, thì nó đâu có, nó nghèo mà cộng sản mà nó đâu có tiền đâu à, nó dùng người nó tặng đó thì các bạn biết tại sao mà trong đầu video mình nói mà mình thấy cộng sản mà nó chơi điếm đàn á là mình bị máu nó lên không cái ông danh nhân á à, đấu tranh cho dân chủ tự do là cũng là nhà tù lương tâm á Ông ở ông bị kêu án 16 năm tù hay là gần 17 năm tù vậy đó. Mà bây giờ ông ông thụ án á, là 15 năm 15 năm được 15 năm mấy tháng rồi từ hồi thời mà người ta à, trẻ mà bây giờ đầu của người ta bạc. Phải không? Bây giờ đâu có cần nó ăn xá đâu có cần phải nói nó tặng đâu. Còn 8 9 tháng nữa là tự động tới ngày đáo hạn hết án tù là là phải phải thả người ta thôi đó mà nó chơi điếm đàn các bạn thấy không mẹ nó cũng là một cục đá nó chọi chúng hai con chim tại vì 9 tháng nữa đó mày không ăn sáng người ta đó 9 tháng nữa thì người ta cũng phải ra tù à, bây giờ nó được cái tiếng à nó đi qua bên mỹ cái thằng tô lâm á ăn ăn chắc vàng á mà các bạn biết không mấy ngày nay nó đang ở khách sạn năm sao à, tháp tùng phái đòn của nó đi ra đi vô gình gặp sợ người ta đứng biểu tình sợ người ta gình đồ này nọ đó đi vô nhà hàng sang ăn mẹ dân của nó bây giờ ở Việt Nam họ lũ lụt khổ đói chết mẹ luôn mà ở đây ở New York nó ngủ khách sạn năm sao các bạn biết trước đây có một cái ông tổng thống ở bên nước Libya đó cái ông đó ông tên là ông Gaddafi mà ông bị ông bị mà, cái đảng đối lập lật đổ của ông đó, bắn ông trốn xuống ống cống đó cái ông đó đó mỗi tháng 9 ông đi qua bên đại hội minh chủ do lâm mỗi tháng 9 đi qua bên New York đó, độc diễn văn á, hợp mà thượng đỉnh á, với, với, nói theo kiến việt nam là hội đồng bảo an á. các bạn biết không ổng cái văn hóa của ổng ông đó là tổng thống ông gavia đó mà ổng đi qua ổng ngủ bằng cái liều các bạn vào google các bạn gõ đi ổng là một vị tổng thống ổng đi qua new york ai cũng hạ ngủ khách sạn năm sao quá đó mà ổng căng cái liều ổng ngủ đó mà các bạn thấy không tại vì bây giờ là mặc dù là ông tô lâm là ông đi qua bên đây ông họp thượng đỉnh với hội đồng bảo an thì trên thế giới hiện bây giờ ai cũng bắt tay cũng chia buồn ông hết đó thật sự luôn bây giờ ông gặp mấy cái người lãnh đạo nhà độc tài bu tình trái na đồ ở trong một cái làng giống như Olympic vậy cái làng khách sạn ở trong một cái khu chung cư đó, ở gần phòng với nhau đó. người ta đi ra đi vô gọi là, là gặp ở bên lề đó người ta bắt tay chia buồn về cái bảo gia ghi mà vậy mà nó ngồi đó nó niệm ấm chăn im nó ăn bò giác vàng ở bên New York kìa nó ăn ngày ba bữa luôn không hiểu tại sao luôn mình đây nè mình là một cái người dân bình thường đây nè các bạn mà bây giờ mình đang suy nghĩ về người dân bị bão người dân nghèo khổ người tàn tật mình nói thật từ đáy lòng với các bạn luôn mỗi lần mà mình đi tới những cái trạm xe điện ở bên cái tiểu bang của mình á mình thấy người ta để những cái thang mà dùng cho mấy cái người mà ngồi xe lăn handicap đồ mà muốn đi lên xe điện mà người ta có cái máy tại việt nam nó không có những cái cái thiết bị đó mà mình mỗi lần mình nhìn cái cảnh đó mình đau thương về cho cho những cái người uh, người dân ở quê nhà mình ước gì á có một ai đó người ta có một cái trái tim đó người ta lên trái tim tốt người ta lên người ta lật đổ cái chế độ cộng sản người ta lãnh đạo việt nam lo cho mọi xã hội con người ta công bằng đặc biệt là những cái người mà mà bị bị dị tật á nói theo tiếng mỹ là handicap á phải ưu tiên cho họ tại vì số phận của người ta người ta sanh ra là người ta đã bị đau khổ người ta không làm một cái người thường phải không vừa sanh ra là người ta bị tự kỷ bị liệt bị mắc mù bị câm bị điếc người ta đâu có muốn như vậy đâu các bạn người ta đâu có muốn như vậy đâu người ta nhìn tới con người có tay có chân là con người có tay có chân là phải giúp đỡ người ta à mà cái đằng này các bạn thấy không nó lên mẹ nó nói nó là lãnh đạo tốt mà có bao giờ mà các bạn thấy mà trong cái ngôn ngữ tự điển tiếng anh của 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 cái bọn lăng ba đình mà nó trước quốc hội bù nhìn mà nó có đọc cái bài diễn văn mà nó kèm tới mà người dị tật không không có nó toàn là mẹ nó viết báo nó toàn là tài tử này phương chinh kia người mẫu nọ ở đại gia cường đô la báo của nó nó toàn là giàu nghèo giàu nghèo này nọ xe Lamborghini xe Vinfast xe Tesla đồ các bạn dở một ngàn tờ báo ra đi mẹ nó không bao giờ mà nó viết về một cái câu chuyện nào với cái người dị tật cái người tàn tật các bạn thấy con người có ai mà nó tàn ác như cái cái đám cộng sản Việt Nam của chúng ta không? Đó, các bạn thấy đi mẹ người ta người ngoại giao trên thế giới người ta đi sang việt nam người ta tặng viện trợ tặng quà cáp đổi ra thành tiền mẹ nó nhốt người của nó nó bỏ tù mà các bạn thấy ở trên vùng đông nam á trên thế giới này có ai mà có một cái nhà tù lớn mà để dành ở đó mà 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 mỗi lần mà ai lên tiếng chống đối nó là nó nhốt người ta vô đó ờ à, nó nhốt người ta vô đó thì các bạn thấy nó có khác gì cái bọn khủng bố ở bên hamas mà nó đi qua bên do thái mà nó nó dùng vũ lực nó bắt cóc bây giờ nó làm con tin nó giết một mớ đó các bạn hãy so đo đi cộng sản nó có khác cái gì đâu cũng là người của mình người ta đâu có hâm he đâu có lật đổ đâu tay chân đâu có một viên đạn đâu có vũ khí gì đâu những cái nhà tù lương tâm có rất là nhiều người các bạn có rất là nhiều người thằng chó đẻ cộng sản nào mà mẹ nó mà có một nó mà nó nó mà can đảm mà nó dám mà mà đứng lên mà nó tuyên bố nó giải phong tỏa giải thể cái cái thả ra những hết cái cái những cái người mà đang ở tù vì tiếng nói vì người ta muốn đấu tranh cho dân chủ đó thì cái ông trần quỳnh Di thức này đó ổng là một cái người danh nhân thành đạt và đồng thời ổng cũng có tham gia đó là một cái con trong một cái nhóm đó là tìm ra một cái con đường nào đó là cho quê hương của việt nam chẳng qua là ổng 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 cũng có trái tim tốt ổng là một con người học cao người ta có cái tầm nhìn các bạn biết á những cái người giàu bên việt nam á, những cái người thành đạt ở bên việt nam á, đầu óc của họ đương nhiên là họ sẽ nhìn xa hơn những cái người bình thường các bạn thấy mấy cái thằng mà tay xa dư luận viên không động động nó so đo ơi đi qua mỹ để làm gì chẳng nẻ đi qua mỹ mà ăn được con cái đi ăn học và miễn phí được bảo hiểm miễn phí vậy thôi à, à ngoài cái đó ra rồi rồi không có cái gì trải nghiệm nó đâu có hiểu những cái bộ óc mà những cái người giàu người ta thông minh người ta suy nghĩ ở việt nam người ta có tiền thì cái nước việt nam nó nhỏ xíu à hàng quá việt nam toàn là hàng nhập không à đồng lương á thì lại thấp mà sản xuất mà sản phẩm việt nam không có sản xuất cái gì là ra hồn cái gì là là có một cái giá trị mà nổi tiếng một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng tới lui chỉ có cung uh, cà phê Trung Nguyên, Highland mà nó chỉ có là nổi tiếng cho người Việt Nam của mình thôi, đâu có nổi tiếng cho người nước ngoài đâu, phải không? Còn trong khi cà phê của Thái Lan à, người ta đi qua bên Việt Nam người ta cũng có tiếng à, gà gán, à, cánh gà chiên của Philippines đi ra thế giới ai cũng biết, cái à, còn Việt Nam của mình là chỉ có phở thôi phở thôi thì thì thế giới mà nói phở là, là, người ta biết thôi chứ còn đâu có ngoài ra sản xuất cái gì mà ra hồn đó lương nó thì thấp mà giật giá nó thì toàn là hàng mà nhập ở nước ngoài vô không mà mà người dân Việt Nam không có sáng trí không có nhìn ra tối ngày bị u mê bị hả cộng sản nó làm cho người dân Việt Nam của mình nó mê tín nó nói cái gì mẹ con mèo con chó con chuột mà nó nói con gắn thì mình cũng nghe À, con nai nó nói con 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 ngựa thì mình cũng tin à, để nó cai trị cũng sẵn để nó cai trị để mà nó 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 dụ dỗ mà nó có kéo dài cái cái tủ đảng cái tuổi thọ của nó toàn là nó hứa với hẹn không mà mà trên thực tế bây giờ à, người ta lãnh đạo người ta đi qua việt nam người ta tặng tiền à, còn nó đi qua bên uh, tô lâm đi qua bên new york á, thì nó tặng người mà nó tặng con mẹ gì đâu mấy cái người nào mà ở tù mà nó kêu án hai ba chục năm á, người ta mới ở tù một năm đó, đó thả người ta đi phóng thích người ta ra đi. Mẹ bà Nguyễn Thị Phương Hằng, bà còn ba tháng nữa là bà ra tù rồi, bà đâu có cần nó ăn xá đâu. Vậy mà mẹ nó làm cho máu của mình nó huyết áp của mình nó lên trời, ơi. nó tức thì thôi, á. nó nói nó viết báo lên nó, tất cả các trang mạng. Bà Nguyễn Thị Phương Hằng được thả tù về sớm mẹ cái dân việt nam đằng u môi ngủ, ngủ. tin dị đoan mẹ nó yếu bóng vía nó đọc vô nó nói wow đảng tốt quá thả bà hằng ra được 3 tháng con mẹ tụi mày mày kêu án người ta gần 4 năm người ta thụ án trên 3 năm rồi 3 tháng là cái hồn vía gì mà mày ở đó mày mày đặt mày làm ra cái dễ như là mày phóng thích người ta chừng nào mà Mày nhớ không lúc đầu mà vừa nhốt bà bà Nguyễn tạm giam đó Mày tạm giam người ta mẹ một năm mấy Con của người ta đòi bỏ ra 40, à, 400 000 đô la để tại ngoại Con của bà Nguyễn Phương Hằng đòi bỏ ra 400 000 đô la để tại ngoại Mày khăng khăng là mày từ chối mày Mày không không cho người ta tại ngoại Bây giờ mẹ thời gian nó qua nhanh trái đất Nó đi quá nhanh quá lẹ nó Cộng sản nó không ngờ đúng không? nó không ngờ người tới tích tắc cái còn 3 tháng nữa bà Nguyễn Thị Phương Hằng bà chấp cả tù. À cái nó lập công lên nó nói, ồ đảng ta tốt quá, bớt cho bà 3 tháng cho bà hả, miễn cho bà 3 tháng cho bà về sớm. Mày biết mẹ 3 tháng chớp con mắt một cái là nó tới rồi, mày không có muốn người ta gì, mày chơi cái chiêu đó để làm chi. À để mày chuột cái lỗi lầm, tại vì từ hồi xưa tới giờ là mày ác, à cái mày chờ cho đến cái đoạn cuối, cái mày nhảy vô mày cướp công người ta. Các bạn biết không? Thay vì để cho bà Nguyễn Thị Phương Hằng bà ở đúng còn 3 tháng nữa đúng cái bản án của bà đi. À thì nó sẽ nguyện, hiện nguyên cái hình ra là nó là một cái đảng độc tài, nó là một cái đảng khốn nạn, nó là một cái đảng tàn ác, gian dối với dân, à, hàng với giặc, ác với dân. Nó đâu có muốn vậy đâu. À nó chờ cho nước cuối, nó nhảy vô cây, nó lấy điểm, nó nói, thấy không? đảng tha cho bà Nguyễn Phương Hằng về sớm đó còn các anh mẹ Quỳnh Trần Quỳnh Di Thúc cũng vậy nữa người ta ở còn có vài tháng tù nữa à người ta không có muốn đi ra tù sớm người ta muốn ở cho đúng cái cái quy án để cho dân người ta thấy cái bộ mặt của cộng sản mẹ vậy mà nó đưa mấy chục người vô nhà tù hay nó ép người ta là phải bắt người ta ký giấy vô là phải đi ra sớm mà các bạn thấy nó tàn nhẫn không cộng sản nó chơi điếm không mỗi lần mà mình nghĩ tới cái sự mà nó nó điếm đàn đó các bạn ơi huyết áp của mình nó lên quá sớm hay muộn gì các bạn sẽ thấy mình biến khỏi cái kênh này mình không có muốn tiếp tục nữa còn thôi là mình mình mà càng nói với cộng sản nó chắc mình giảm tuổi thọ mình nói thật sự với các bạn luôn đó đó thì sáng chủ nhật mình ngồi uống trà đá bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn bây giờ mình phải trở lại ca làm Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Cuối tuần và đầu tuần xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe, may mắn, bình an. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau.